Bây giờ mình tiếp tục thăm bẫy nha cả nhà. Mình thăm cái bẫy đầu tiên luôn. Hôm nay mưa, không biết có chạy bẫy không nữa. Rác không đi. Chuột con nữa. Còn chuột, còn chuột. Đuôi nó dài thòn luôn trời. Đấy, tiếp theo luôn cả nhà. Cái này nghe re rồi ta. Ôi, chuột già bá luôn. Một lúc luôn. Còn nguyên. Hai cái còn nguyên. Cái này chưa có trứng rồi. Trứng ổ rồi. Trời ơi, cũng nhẹ ra. Chuột đâu không thấy nữa. Đây này, còn dưới đây. Ừ, chuột. Bành kia luôn. Thăm ba cái không thấy cái nào dính với ta. Cái cuối cùng là đậu khổ không đúng cái. Ừ, cái này cũng rớt luôn, còn nguyên y xì. Giờ còn hai cái chỗ kia là mình đi thăm luôn. Chết rồi. Rồi cái bẫy đồ ra ngoài luôn rồi. Dính rắn gì mà chết luôn trời. Không thăm nó chết thúi luôn. Không hành. Trời ơi, không hành ngon ghê luôn. Chết ngắt. Dồi quá trời dồi luôn trời ơi. Ý y cũng thăm chết không hành luôn. Không hành cũng bự rồi. Không hành này cũng bốn lạng có. Y quá. Su cà na luôn. Còn cái nữa. Rau hành cũng bự mà. Nhãn quá chừng. Đựng cái dính rồi. Chết rắn. Còn cái cuối nữa. Thăm nữa coi sao. Cuối này không dính nè. Ôi. Dính con ngựa. Tưởng không dính chứ. Con ngựa cũng trọng. Đây là xí à. Mình không rõ. Không được chứ. Con ngựa cũng được chứ không nhỏ.
Con này cũng trọng rồi. Ý, có phân là có tiền luôn cả nhà. Con này cũng cỡ 5 lạng. Chừng 3 lạng, 4 lạng chứ chưa tới 5 lạng. Cỡ 2-3 lạng chứ. Hơi ốm. Con này hơi ốm. Để mình cho cả nhà xem rõ chút xíu. Thì nó y quyền đóng phân này. Con rắn này chắc cũng 2 lạng mấy 3 lạng à. Hơi ốm. Mới lột da 2-4 ngày vậy ta. Mình về cái nhà mình rã lọc cho cả nhà xem. Đây nắng quá. Rồi cá đóng luôn cả nhà. Nó nổi lên bền luôn nè. Dồi nó nổi lên bền luôn, bị nhóc luôn. Rồi mình tới nhà và mình cho cả nhà xem. Cái con ngựa này nó cái bụng nó hơi đỏ đỏ nha cả nhà. Con này hăng, con này đi dính bẫy chắc cũng hơi lâu à, 2-3 ngày gì đây. Hơi hăng. Nó tính tấn công mình đây. Nãy mình cầm cái bẫy á, ngay đầu này nó táp hụt. Có cái lấm lưới này trở lại thở lại. Không đợi lại nó quắp người ta mình. Nhà thấy nó hung không? Người ta chơi kêu nó là hổ chó. Giữ như chó táp. Táp hụt. Con này cũng trọng rồi. Cái này cũng được. Nhìn nó bự chứ nó ấm nhôm xưa rồi. Mấy con này phải là ký cho lên mới ngon. Con này còn nhỏ, mới có 2-3 lạng. Ngắm đi. 3 lạng, có 3 lạng được. Rồi nó táp rồi. Hùng quá trời hùng luôn. Cái nhà thấy nó da nó bóng ngòi không? Nó mới lột da hay gì nè. Da nó bóng ngòi luôn. Da nó mềm xèo, nó mới lột da. Nó tấn công là cái cổ nó hơi cong cong như cái nè. Ưỡng cái cổ lại. Phùng lên. Đó. À, nó dùng dây táp nè. Rút cho nó búng lên nè. Đó. Thủ đó. Công như cái lò xo vậy. Dính này dính được con này thất thù quá. Dính được con hổ hành nãy ngon. Dính con hổ ngựa này không tươi. Ngựa này xương không. Rồi có hàng cũng được đây. Tại mình đặt ít tới mình đặt có 5-6 cái gì à. Tại hôm nay chuột à. Gài không có nhiều nên mình gài chừng 5-6 cái. Hôm gài 10 cái mình dính hết mấy con mình đem về hết rồi. Giờ hết chuột. Còn 5-6 cái đặt đỡ. Vài bữa có chuột mình đặt tiếp. Vậy còn 4-5 cái mình đặt đỡ có mình quay cho cả nhà xem. Rồi. Giờ mình xin kết thúc cái video tại đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà gặp lại cả nhà trong những cái video sau nha. Ui. Con này nó có hung hoài, nó không có giả chết. Mình chỉ bắt nó là nó xíu nó giả chết rồi. Rồi, cứu mình về luôn.